Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta cùng học môn toán lớp 3, sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 7, ôn tập hình học và đo lường tiết 2. Rồi trước hết là các em làm bài tập số 1. Các em điền số thích hợp vào các ô trống. Câu A. Các em quan sát hình và cho biết là quả dưa hấu cân nặng bao nhiêu kg. Quan sát hình ta thấy kim đồng hồ chỉ số 5. Đơn vị ở đây là kg. Như vậy quả dưa hấu cân nặng 5 kg. Quả sầu riêng cân nặng bao nhiêu kg? Rồi các em quan sát hình, ta thấy là quả sầu riêng cân nặng 2 kg. Quả sầu riêng nhẹ hơn quả dưa hấu bao nhiêu kg? 2 kg, bé hơn 5 kg. Như vậy quả sầu riêng nhẹ hơn quả dưa hấu. Muốn biết nhẹ hơn bao nhiêu kg thì các em lấy số lớn trừ số bé. Nên 5 trừ 2 bằng 3 kg. Câu B. Hai can bên chứa đầy nước mắm, tức là can thứ nhất chứa 10 lít, can thứ hai chứa 15 lít. Cả hai can đó có bao nhiêu lít nước mắm? Ở đây cả hai can, tức là các em sẽ cộng vào, lấy 10 cộng với 15 bằng 25. Cả hai can có 25 lít nước mắm. Can to đựng nhiều hơn can bé bao nhiêu lít nước mắm? Muốn biết can to đựng nhiều hơn can bé là bao nhiêu lít, các em lấy số lít đựng được của can to là 15 lít trừ đi số lít đựng được của can bé là 10 lít. 15 trừ đi 10 bằng 5 lít. Tiếp theo là các em sang bài tập số 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. A. Đồng hồ bên đổ chuông nút. A là 7 giờ 6 phút. B là 7 giờ 30 phút. C là 6 giờ 7 phút. D là 6 giờ 8 phút. Rồi trước hết là các em quan sát đồng hồ và cho biết là đồng hồ đổ chuông nút mấy giờ mấy phút. Kim ngắn là kim giờ chỉ trong khoảng giữa số 7 và số 8, tức là 7 giờ hơn nhưng chưa đến 8 giờ. Kim phút là kim dài chỉ chính giữa số 6. Để tính phút thì các em sẽ lấy 5 nhân 6 bằng 30, tức là 7 giờ 30 phút. 7 giờ 30 phút là đáp án B. Câu B. Nếu ngày 14 tháng 10 là thứ Bảy thì ngày 20 tháng 10, tức là ngày phụ nữ Việt Nam, là A là thứ Tư, B là thứ Năm, C là thứ Sáu, D là thứ Bảy. Rồi để làm dạng toán như thế này thì theo thầy giáo là các em nên kẻ một bảng như thế này. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Các em có thể kẻ làm một dòng, hai dòng. Ngày 14 tháng 10 là thứ bảy.
Bây giờ các em tính tiếp này. 14 tháng 10, 15 tháng 10, 16 tháng 10, 17, 18, 19, 20. Vậy 20 tháng 10 nó thuộc cột thứ 6. Thứ 6 thì các em chọn đáp án C thôi, đúng không? Bài tập số 3. Cô Bình mua về 15 kg gạo. Biết rằng mỗi tuần gia đình cô Bình ăn hết 5 kg gạo. Hỏi gia đình cô Bình ăn trong mấy tuần thì hết số gạo đó. Trước hết là các em nên tóm tắt bài toán này ra giấy nháp cho chúng ta dễ hình dung. 5 kg gạo ăn trong một tuần. Vậy mua về 15 kg gạo thì ăn trong bao nhiêu tuần? Ở đây các em lấy 15 kg gạo, các em chia đều cho mỗi tuần là 5 kg. Ta có phép chia là 15 chia 5. 15 chia 5 thì bằng 3. Vậy chúng ta sẽ viết câu trả lời. Số gạo đó gia đình cô Bình ăn hết trong số tuần là 15 chia 5 bằng 3. Rồi đáp số là 3 tuần. Bài tập số 4. Các em nối hai đồng hồ chỉ cùng giờ vào buổi chiều hoặc buổi tối theo mẫu. Trước hết là chúng ta có mẫu như sau. Đồng hồ treo tường chỉ thời gian là 3 giờ 15 phút. 3 giờ 15 phút chiều thì chúng ta sẽ đổi như sau. Các em lấy 3 cộng thêm 12 bằng 15, tức là 15 giờ 15 phút. Các em nối với đồng hồ số chỉ thời gian là 15 giờ 15 phút. Bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành bài tập số 4 này nhé. Tiếp theo là các em quan sát đồng hồ thứ hai. Kim ngắn chỉ qua số 8 nhưng chưa đến số 9, tức là vẫn còn trong khoảng thời gian 8 giờ. Kim dài chỉ số 6. Để tính phút thì các em lấy 5 nhân 6 bằng 30, tức là 8 giờ 30 phút. Đổi ra giờ buổi tối thì các em lấy 8 cộng thêm 12. Các em nhớ đổi ra giờ buổi chiều hay là buổi tối thì các em cứ cộng thêm 12. 8 cộng 12 bằng 20, tức là 20 giờ 30 phút. Đồng hồ thứ 3 chỉ 9 giờ. Các em lấy 9 cộng thêm 12 bằng 21, tức là 21 giờ. Đồng hồ thứ 4 chỉ 4 giờ 15 phút. Các em lấy 4 cộng thêm 12 bằng 16. Được chưa? Số 3 này thì các em lấy 5 nhân 3 bằng 15, tức là 16 giờ 15 phút. Bài tập số 5. Có một can 2 lít và một can 5 lít. Một can 2 lít và một can 5 lít. Chỉ dùng hai cái can đó làm thế nào lấy được 1 lít nước từ bể nước? Rồi trước hết là các em suy nghĩ và các em làm bài nha. Chúng ta chỉ dùng hai cái can này. Các em đổ nước qua đổ nước lại như thế nào để chúng ta lấy được 1 lít nước từ bể nước? Rồi các em bấm tạm dừng video, các em suy nghĩ và làm bài trước nha. Rồi cụ thể thì các em cùng tham khảo. Lần thứ nhất là các em sẽ lấy đầy can 2 lít. Các em đổ vào can 5 lít. Các em làm tương tự đối với lần thứ 2.
thì lúc này sau hai lần đổ vào, can to được 4 lít nước, thiếu 1 lít nước nữa thì đầy. Đúng không? Thiếu 1 lít nước nữa thì đầy. Chúng ta tiếp tục lấy đầy can 2 lít, sau đó chúng ta đổ vào. Thì can 5 lít lúc này chỉ cần thêm 1 lít thôi là đầy rồi. Vậy can 2 lít sẽ còn thừa 1 lít. Như vậy là chúng ta lấy được 1 lít này. Cái phần thừa này chính là chúng ta lấy được 1 lít này. Được chưa? Vậy cách làm lần 1, lấy đầy can 2 lít đổ vào can 5 lít. Lần 2 cũng lấy đầy can 2 lít đổ vào can 5 lít. Sau hai lần lấy thì can 5 lít nó vẫn chưa đầy. Vậy các em phải lấy thêm lần 3. Tiếp tục lấy đầy can 2 lít đổ vào can 5 lít. Thì can 5 lít đầy và can 2 lít còn dư số lít nước là 3 lần lấy ta có 2 cộng 2 cộng 2. Ta đổ vào can 5 lít tức là trừ đi 5. Thì còn lại là 1. Như vậy ta lấy được 1 lít nước từ bể nước, chính là cái phần nước còn dư trong can 2 lít này. Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.